dịp sang này, đây là ông chủ mỹ thuật quảng cáo ở Thi Hoa này, nổi tiếng nhất ở Thi Hoa đó. Mà con ai có làm gì thì nhớ tới dịp sang, tới dịp sang là đầy đủ hết. Đây là nhà ông thầy, thầy Cận. Thầy Cận ngày xưa này đó. Con nè. Em này là Huế này, Huế của tôi đây nè. Đó Huế tím này, cái này Huế tím. Đó Huế tím, đây là thầy này đó, thầy này đó, thầy Cận nè, thầy Cận chào đi ha. Wow, đó thầy này, thầy vẫn đẹp trai như xưa. Nha nè, thầy vẫn đẹp trai như xưa nè. Nào, Dịp Sang đây, bữa nay là Dịp Sang. Nga nè, Dịp Sang nè, với thầy nè, thầy nè, thăm thầy nè. Để thăm thầy này đó, thầy giờ vẫn đẹp trai như thế nào. Con này có hoa, có cây, thầy cũng xiên quá, cũng làm đủ thứ hết. Ở trước là có hàng me, ở trước là có hàng me này đó, có cây me, cây khế nhưng mà không có trái.